Chào các bạn, các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của blogmacdep.com. Ở video ngày hôm nay, blog Mặc Đẹp sẽ chia sẻ về cách phối đồ với túi sách màu nâu. Với hơn 10 năm kinh nghiệm kinh doanh túi sách thời trang, câu mà mình được khách hàng hỏi nhiều nhất khi các chị lựa chọn mua túi sách màu nâu đó là: phối màu gì với túi sách màu nâu được em nhỉ? Nhất là những chị chỉ thường là sở hữu những chiếc túi sách màu đen, khi lựa chọn sang một màu khác, các chị rất là phân vân về cách phối đồ giữa túi sách và trang phục. Theo kinh nghiệm của bản thân mình thì màu nâu là màu khá dễ phối đồ với những màu khác. Bạn chỉ cần lưu ý sao cho để chiếc túi sách của bạn không quá khác tách biệt khỏi trang phục mà bạn đang diện. Dựa theo bảng màu của họa sĩ Albert Mansell, và khi khám phá ra cách phối đồ dựa trên sự yêu thích của người nhìn vào năm 2003, thì màu nâu có thể đi được với 7 màu dưới đây. Đầu tiên đó là burgundy, màu nâu phối cùng màu đỏ rượu vang, hay còn gọi là màu đỏ tươi. Như bức hình này mình cũng đã áp dụng theo bảng màu của họa sĩ Mansell để phối chiếc quần nâu ống rộng cùng với áo màu đỏ tươi. Màu thứ hai đó là black, màu nâu phối cùng màu đen. Một trong những màu phối ăn ý với màu nâu đó là màu đen. Chỉ cần bạn diện một chiếc áo hoặc một chiếc đầm màu đen là bạn có thể phối cùng với túi sách màu nâu thật ăn ý. Màu thứ ba đó là màu light blue, màu nâu phối cùng với màu xanh da trời hoặc là xanh nhạt. Thật tuyệt vời nếu như bạn đang sở hữu một chiếc đầm màu xanh nhạt hoặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, bạn có thể dễ dàng phối tông màu này cùng với một sách màu nâu. Bạn sẽ nhận thấy sự lôi cuốn và hòa hợp giữa hai gam màu này. Màu thứ tư đó là màu army green, màu nâu phối cùng với màu xanh đậm hay còn gọi là màu xanh bộ đội. Một trong những gam màu phối ăn ý cùng màu nâu đó là màu xanh đậm. Trước kia khi chưa biết về bảng màu của họa sĩ Mansell, mình hoàn toàn không biết rằng màu nâu sẽ phối ăn ý cùng với màu xanh đậm. Bạn có thể nhìn thấy trang phục mà mình phối cùng với những túi sách màu nâu. Màu thứ năm là cream, màu nâu phối cùng màu kem. Túi sách màu nâu dễ dàng phối cùng màu kem. Bạn có thể tinh tế phối một đôi giày màu kem cùng với túi sách màu nâu, hoặc bạn chỉ cần phối cùng một chiếc áo hoặc một chiếc quần màu kem là bạn đã có thể hoàn toàn phối ăn ý cùng chiếc túi sách màu nâu mà bạn đang có. Màu thứ sáu, màu camel, màu nâu phối cùng màu vàng camel. Rất tiếc là mình không sở hữu món đồ màu camel nào, nhưng bạn có thể xem một số hình ảnh các bloggers phối túi sách màu nâu cùng với màu vàng, màu camel camel bên cạnh. Đây hẳn là một sự gợi ý tuyệt vời dành cho những bạn yêu thích những gam màu nổi bật. Nếu như bạn tình cờ sở hữu một món đồ màu camel phối cùng với túi sách màu nâu, hãy chia sẻ cùng với chúng mình nhé, các hình ảnh của bạn qua địa chỉ email admin@blogmacdep.com để cùng chia sẻ bí quyết mặc đẹp của bạn với chúng mình. Màu thứ 7, pink, màu nâu phối cùng màu hồng. Thú thật là mình chưa bao giờ phối hai gam màu này cùng nhau trước kia, cho tới khi mình biết tới bảng màu của họa sĩ Mansell. Dạo gần đây, mình cũng thử phối chiếc túi sách màu nâu cùng chiếc đầm màu hồng nhạt của mình. Ngoài ra, bạn có biết là bạn chỉ cần phối đôi giày phối cùng màu giữa đôi giày và túi sách là bạn đã thể hiện được gu thời trang của bạn. Đó là một số gợi ý phối màu của túi sách màu nâu. Nếu bạn có thêm một những gợi ý phối màu khác, hãy chia sẻ cùng chúng mình bằng cách comment xuống dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.